Bây giờ rồi quay cho các bạn nhé. Bạn thưởng bạn hỏi là xóa cái này đúng không? Bên phần máy in của anh đúng không? Anh bật máy in lên, anh xóa cái này đúng không? Anh bấm chuột trái, anh quét lên tất tất tần này. Xóa một trang nữa. Xóa một cái, anh bấm một cái, nhấn delete. Đồng ý không? Okay, xem một sao bằng một phim. Dễ. Yeah. Không có lần xóa. Nhấn một phím cho nha. Ok chưa? Có lần xóa. Đây thì chuột phải delete. Không cho chuột phải xóa, nhấn được chưa? Còn một xóa hết thì quét được không? Rồi bạn Bửu hỏi là in mẫu lòng đúng không? Đây em xóa hết những cái ở trong kia được không? Trong này từ từ đây thì có mấy cái đang dùng nhìn xuất lại cho nó quen chứ gì đâu. Không được thì thích xóa như này xóa hai. Xóa lại đi, mình xóa nhiều cho nó quen. Đây ví dụ cái mã hàng này anh muốn in mẫu lồng ra để kiểm tra đúng không? In cắt sai thì vừa mất thời gian cắt vừa sắp vào rất là lâu. Mà nếu như anh in cái dập này để cho khách hàng nó sao chép bằng tay chẳng hạn, đúng không? Là phải in cách này. Chứ không cách nào anh in lên 10 thân nhận ra cả. Vừa mất công họ mà sao rất là lâu, đúng không? Bởi vì bản thân em cũng sao dập mòn tay ngày trước rồi. Mỹ nó gửi về sao dập phê lắm. Nhưng mà không có thì vẫn phải sao thôi. Đó. Rồi bắt đầu nhá, bấm phải chuột này. Sentu này, router. Cái cửa sổ này các bạn đảm bảo rằng em vào view này, đảm bảo rằng là mình đã xác định là chuyển phần thành file định dạng thành HBGL và dưới này đổi thành năm file name này, được chưa? Hình dung chưa nào? Ha. Rồi, ở đây bạn để ý này, ở đây các bạn chọn những cái chế độ nào là tùy bạn. Nếu như bạn in chọn cả cắt dập thì nó có thể nó hiện cả đường nội vi. Thôi mình chỉ chọn marker và lót bình thường như này. Ở cái này thì bạn tùy, bạn nên chọn vẽ solo cut, tức là in một đường duy nhất thôi, không cho in hai đường, không cho in đường nội vi, nó sẽ cảm giác bị rối, nó nhiều đường nén nhau bị rối. Thì mình chỉ chọn vẽ solo cut thôi, hoặc là vẽ solo sản xuất, đúng không? Cái này em đã tạo mặc định cho anh rồi ha. 1, 2, 3 cái này đều được là solo cut, vẽ solo cut hoặc solo sản xuất, được chưa? Open này. Thì ở cái size đây, thông thường nếu như bạn chọn một size 2 thì nó sẽ in số 2. Bạn chọn tất cả select all này, bấm OK và bạn bấm mũi tên xanh bên trái. Ấy cả bạn để ý kỹ ở cái cửa sổ nó nháy nhẹ một cái ở cái cửa sổ này, bởi vì nó không qua cái ở bên cạnh là nó có cái chữ là success cho bạn, hiểu không? Thì ở đây nó đã hoàn thành rồi, bạn bấm bạn tắt đi này, bạn nhớ tắt nhé. Rồi ở đây thì mình ở đây thầy đã mặc định cho các bạn là nằm ở bên máy in solo rồi này, đã xuất sẵn ở đây rồi, hình dung không? Mở cái này lên, double lên, đây cái solo mình xuất đây, à cái chi tiết, một chi tiết duy nhất, áo cổ tròn thân sau, ok không? Bạn bấm double là bắn qua bên này này, bấm một cái hiển thị xuống, thấy các cỡ chưa? Muốn xem thì bấm chuột trái quét tô rộng rộng ra, bây giờ bấm in thì nó có thể in các cỡ cho anh, ok không? Ở công ty làm bao năm rồi chưa xài cái này. Ok. Thế từ in trực tiếp là sao, vậy là in một size hay là chuyển marker? Vậy là phải mất công tác nghiệp nữa. Muốn biết các size là phải in nguyên một cái sơ đồ, mất công từ bảng thống kê chi tiết, bảng order rồi xuất mới được in đúng không? Thế mất công quá nhỉ. Rất là mất công nha. Giờ từ giờ về xử lý in trực tiếp một cái duy nhất. Một cái hoặc một size. Nhảy sai rồi mình in số 10, chọn số 10 được không? Hình dung không? Còn mình in tất cả thì in trực tiếp và chọn tất cả các sai. Được chưa? Thế thì xuất tiếp đây. Xuất từng cái. Xuất một lần. Mình chọn nhiều chi tiết thì ra 1 này, 2 này, 3 này. Nhưng không? Mà bấm mũi tên xanh bên trái. Bạn để ý cửa sổ nó nháy cái là xong nhá. Rồi, bạn tắt nhá. Bạn về máy in và xem này. Đây này. Đây là gì đây? Đó, bo này, bo line này, bo tay này, phải không? Thế thân sau này, thấy chưa? Thì in cũng phải in từng một cái solo một. Gần cho nó, nếu từng chi tiết một nó hiểu gần như là từng cái
từng cái marker một. Thấy không? Thì in từng chi tiết một. Bấm nãy lần lượt in hết cái này, in tiếp cái kia. Ok chưa? Khỏi in cả sơ đồ, khỏi cần làm tác nghiệp, khỏi thống kê chi tiết. Vậy là tìm đến câu trả lời rồi ha. Em gửi cái file cái video này qua cho anh đúng không? Rồi.